Còn đã có vô số cơ hội nhưng không thể dứt điểm thành công. Cú sút xa đi khá hiểm. Cú sút rất căng của Hồng Kông. Đây là Chí Nhật. Bên phía Sài Gòn FC đó là Hữu Thắng. Khá nguy hiểm. Không vào. Cùng xem lại pha đi bóng của Công Hải. Bóng này. Pha treo bóng khá nguy hiểm. Thủ môn phương án an toàn đấm bóng. Thiếu chút nữa là có bàn thắng. Văn Nghĩa ập vào để mà dứt điểm không thành. Đường chuyền hay. Ôi. Công Hải ở pha bóng. Áo hiểm. Văn Thành. Pha bằng giày. Phải giãn ra để tổ chức bắt người và nó tắt. Nguyễn Nhớ, Phan Khắc Chí không được. Phan Khắc Chí vừa có pha dứt, lại là một pha dứt. Trần Văn Thành. Trong cuộc đấu thứ hai của Thái Sơn Nam vào thời điểm hiện tại thì Đặng Anh Tài bỏ để giúp cho Thái Sơn Nam có được lợi thế trước thời điểm Hưng. Rất nguy hiểm. Và dứt điểm bằng Anh Duy. Và cắt bóng là của Trung Hiếu, đối mặt Trung Hiếu không được. Rất đáng tiếc. Tình huống cắt bóng trước đó của Trung Hiếu là rất tốt, nâng tầm. Không thể phán đoán trước điều gì, rất nguy hiểm. Một lần nữa. Không được. Lần này Minh Chí không được. Phản công dành cho các cầu thủ Tân Hiệp Hưng. Hồ Anh Ý vừa rồi đã phải băng ra rất xa để có thể đội phản công dành cho Tân Hiệp Hưng. Nhật Trung cú dứt điểm không được. Chúng ta cùng xem lại cú dứt điểm quyết đoán của nhịp sự chính xác. Anh Tài và Văn Trung. Phát không được. Đường chuyền vừa rồi của Tấn Phát đã bị bắt bài. Anh Tài. Quốc Nam rất bình tĩnh, Đặng Anh Tài không. Đầy uy lực và cực kỳ chính xác để có thể kéo giãn đường đối phương. Không được. Cú dứt điểm từ xa. Và xử lý không chính xác. Tuy nhiên trọng tài xác định đã có lỗi để bóng chạm tay của Nhật Trung. Cú dứt điểm rất căng. Chúng ta cùng xem lại cú dứt điểm của Nhật Trung. Hồ Văn Ý. Và cản phá chính kỳ với Thái Sơn Nam. 6 trận đấu của họ đã kết thúc với 3 trận thắng và 3 trận thua. Là 6 điểm so với Thái Sơn Nam. Trước mà họ còn phải chứng tỏ họ là vị thế ở những nhà đương kim vô địch. Quả đá phạt góc. Không có gì nguy hiểm đối với Hồ Văn Ý. Minh Chí rất cố gắng. Cơ hội không được. Vẫn còn. Vừa rồi là tình huống mà trước đó là nỗ lực của Nia Cơ Dăm với Đà Nẵng. Cũng với lối chơi áp sát của các thủ Đà Nẵng thì các thủ Thái Sơn Nam đã để thua. Cho tới lúc này diễn ra không quá nhanh. Nhưng chúng ta học. Lương Thái Huy. Không khó với Hồ Văn Ý. Bắt. Khá nguy hiểm. Dâng cao và đá pressing của Thái Sơn Nam. Thực sự thuận lợi cho Lương Thái Huy. Lý Đăng Hưng. Lương Thái Huy đã có lỗi. Lỗi rất rõ ràng của phía ngoài là Thịnh Phát. Cú dứt điểm không được. Cùng sẽ lại pha phối hợp của các thủ Saco. Một cú dứt điểm. Cơ hội dành cho các cầu thủ Saco không được. Tình huống mà Sako đã có cơ hội. Tấn Phát rất nguy hiểm.
mùa giải năm nay, điều bất ngờ đó là cùng với việc Thái Sơn rồi mới dứt điểm chứ không phải là những tình huống dứt điểm ngay bên ngoài Trung Vinh. Pha chuyển hướng rất hay vừa rồi là tình huống mà Ngô Trung Vinh và khiến cho cầu thủ của đối phương bị 3-2. Dứt điểm đó là và người rất khéo, không được. Dứt điểm, không được. Hồ Văn Ý từ đầu vào trận đấu này thì chính Vũ Đức Tùng đã nói với tôi khai cuộc. Đức Tùng đã thể hiện sự quyết tâm đó ngay lập tức. Tùng, dứt điểm, không vào. Nhưng thủ môn của Thái Sơn Nam đã Đức Tùng cú sút rất căng, rất quyết đoán, chỉ sau hai nhịp cầm bóng, Thái Sơn Nam đứng hai người làm hàng rào. Khá nguy hiểm. Nếu như bóng đi duỗi hơn một chút nữa thì có lẽ quá người. A Lâm tới, không được. Thanh Hùng để mất bóng rất nguy hiểm. Một pha Quốc Bảo. Đình Hùng rất hay, không vào. Bằng gầm giày và sau đó thực hiện cú Nguyễn Phúc. Nguyễn Phúc không vào. Mà người ta không nghĩ tới, người đang dẫn bàn trước. Minh Chí, vẫn là Nguyễn Phúc, không vào. Và bất ngờ của Nguyễn Phúc. Nguyễn Phúc đã có đó là một cú đá thẳng về phía khung thành. Cơ hội tiếp Mai Thành Thoại, đi bóng rất tốt. Cùng xem lại pha sâu kìm của Mai Thành Thoại trước thì là đường chuyền không được, vẫn còn không có cơ hội. Thêm một pha bóng mà cao thủ Thái Sơn Nam đã chơi không tập trung. Và lưới đá toàn diện của Thái Sơn Nam rất nguy hiểm của Minh Chí. Tiếng còi của trọng tài. Cơ hội không được, đang là Mai Thành Thoại. Và dứt điểm cơ hội dành cho cầu thủ Quảng Nam. Cú dứt điểm quá hưng toàn của đánh tài rất nguy hiểm. Cú dứt điểm vừa rồi và xử lý là của Đỗ Viết Hòa Điệp. Vẫn đối đầu cùng với Tân Bình của cơ hội dành cho cầu thủ Quảng Nam. Hoàng Thế Anh